Đó, giờ bà cái này là như mình là phải lắt nhắt thôi, mình làm kỹ chứ không kỹ đâu có mủ được. Mình là sau 3 tháng mới, sau 3 tháng làm rồi đúng không? Dạ em thì em làm từ đầu mùa tới giờ luôn á, Từ em chưa có đầu tháng 4 đúng không? đầu tháng tư tới giờ. Thì sau 3 tháng anh thấy cái công cán là cái hiệu quả nó như thế nào? Thì em thấy cũng bình thường nhưng mà công cán đối với em, tôi bên em thì đạt rồi đó, nhưng mà làm cái này phải kỹ chứ, nếu mà không kỹ là mình giao cho công mà không phải lĩnh ruột là chịu không được, Chị không được. là nó sẽ tụt hết. Còn này công nhà em làm Còn cái lượng mủ anh điều tiết thế nào để mà nó độ nó ổn định? thì em cứ bơm định lượng nó thôi, càng ngày càng giảm khí chứ đừng để nhiều khí quá, Thì hiện nhiều khí giờ quá là lấy mủ cái quá. lượng khí của mình là bơm bao nhiêu một cây trung bình? Em bơm chừng 30 mấy 40 thôi Và trở lại chứ không. cái mình khoan cách ngày như thế nào? Em khoan đi bốn Là bốn. bốn ngày em khoan lần, Một lần bơm khí mấy lần mình lấy mủ? là một lần bơm khí em tới 3 lần lấy mủ luôn. 3 lần lấy mủ lần. Dạ Thì tính ra cái lượng khí trong một tháng thì nó ít luôn. dạ một tháng đó, một tháng em chỉ bơm được 2 lần. À. Thì cái anh có cái chia sẻ nào cho mọi người về cái phương pháp này không? Tại vì hiện giờ khu vực Tây Ninh đó xảy ra cái tình trạng là người ta làm bơm nhiều khí quá và lấy lượng mủ quá nhiều trong cái tháng đầu tiên á, thì nó dẫn tới tình trạng là giảm sản lượng, giảm độ. Cái đó thì lấy mủ nhiều quá thì cây mình nó không đủ sức không, nó không có bột, nó phải giảm chứ. Cái cứ vừa 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 thôi, mình lấy mình canh theo quy khô mình lấy, chứ nếu mà giờ anh lấy nhiều quá với cây nào mà chịu nổi. Nếu mà cây mà bơm khí nhiều quá lấy mủ nhiều quá là bột phải tụt hết, cây Đúng mình hả? mất sức rồi chịu không nổi đâu. Thì khi những cái cây gặp cái tình trạng mà tụt mủ, tụt độ thì cái cách mà mình khắc phục như thế nào? Cái đó em phải coi lại, nếu mà em coi thì như một là giờ nó chốt qua chỗ khác nhưng mà lấy ít lại, lấy bớt lại để cho nó cây hồi sức lại đi Nói rồi chung mình là có cái quan lấy trọng lại. là cái sức cây sao cho nó Dạ phù hợp. chứ cái sức cây nó mới chịu nổi, chứ lấy nhiều mà nhiều quá chịu không nổi đâu, cây mình buộc nó phải suy rồi. Thì tháng đầu là chỉ lấy tầm khoảng tăng 10% so với gạo truyền thống cùng thời điểm, nhưng mà hiện tại thì đa phần là người ta đều là làm sai cái cách thức hết thì giờ. Dạ cứ thấy mủ quá nhiều mình lấy buộc cây phải kiệt sức là cái độ mủ nó sẽ tụt liền, sau này nó sẽ tụt hoài luôn. Thì khu vực gần đây anh thấy người ta làm không hiệu quả, người ta tháo gỡ nhiều mà. Em thấy tháo gỡ nhiều nhưng mà theo em thấy á, cái công thức ta làm thì nó sai, buộc người ta phải tháo tại người ta lấy mủ nhiều quá cây nó đủ đâu đủ sức đâu, nên giờ anh cỡ có lấy nữa đi chăng nữa mủ cũng vẫn tụt. Vậy cái phương thức này anh thấy là phù hợp cho với cái công cán như thế nào và đối tượng người sử dụng như thế nào thì là làm hiệu quả? Nói chung cái này thì để công nhà hoặc là cho một cái công nào đó mà người ta am hiểu về cái này người ta làm thì sẽ đạt hơn. Còn hơi công công truyền thống hoặc công cạo Thuê công, nếu mà thuê công ngoài anh để cho lương tháng đi, đừng có lấy mà cho ăn sản phẩm, ăn sản phẩm buộc siết cây là cây mình suy liền theo anh, cái không có mủ. phương pháp này cái công đoạn nào là quan trọng nhất Cái mà này là chỉ một là đóng nắp chốt, thứ hai là bơm khí ga là quan trọng nhất. là quan trọng nhất? Dạ đóng nắp chớp nếu mà không kỹ thì ga nó đâu vô được cây đâu mà để dành có một. Thì tỷ lệ mà chẳng hạn như hết vườn cây của anh làm chẳng hạn 1.000 cây anh về nắp chóp thì anh bị xì mủ bao nhiêu cây? Em được rồi, em giờ là 1.000 cây em giờ là xì được có 2 túi. Xì 2 túi. Dạ nhưng mà À. công nhà mình đóng mình kỹ. Là 2 túi đó mình khắc phục kịp không hay là 2 túi đó mình bỏ? Dạ không, em phát hiện liền là em xúc xài lại nữa. Xúc xài lại nữa. Dạ nó vừa xì mủ chưa đông trong túi, xúc nước lại là xài được hết khỏi bỏ. Thì hiện giờ cái sản lượng của mình như thế nào? Em hiện giờ ở đây em lấy từ đầu vụ giờ là sản lượng em hiện đạt á. Đạt. Dạ So với cạo là đạt. so với cạo hiện đạt. Còn sản lượng cụ thể là chẳng hạn như 500 cây thì trung bình anh làm 2 đôi 4 là trung bình là sản lượng là bao nhiêu? À, mũi đầu thì đi 120 130 kg, 120 130 kg. và mũi thứ hai thì nó nằm 130 140 trở lên, nhưng mà mũi thứ ba này á, thì nằm tầm có 100 lẻ mấy, có cỡ tầm 80 kg lên là đạt rồi. 80 kg là đạt. Dạ nhưng mà quy khô nó cũng đạt như cái cạo. Có lúc nào mà cái tình trạng mà cây anh bị giảm độ nặng và cái sản lượng nó giảm Giảm độ thì có nhưng mà mủ nó lên, không? À. mủ nó lên nó mới giảm độ, còn nếu mà mủ cái tầm 80 cho tới 100 thì độ nó vẫn vậy, nó không À. tụt. Và cái mức nào mà theo anh cho là lý tưởng?
Em thấy cỡ tầm 80% là được. Là lý tưởng. Là độ khoảng nhiêu? Nó vừa cây mình. Nhưng mà cái cây mình á, nếu mà nó bự á, thì mình lấy hơn được. Còn cái như cái cây mình á, nó nhỏ như vậy á, thì em lấy cỡ 80% là vừa. Còn tháng đầu tiên thì chỉ nên cho nó tăng ở mức độ là so với cạo truyền thống mà cùng thời điểm đó là lượng mũ nó vừa phải, nó ít thôi. Thì... nó vừa vừa thôi, mình canh theo cái sức cây của mình. Mình canh vừa vừa để lấy mũ, đừng cho nó quá nhiều. Nếu mà cho quá nhiều thì cây nào nó cũng kiệt. Mình phải bón phân, nhưng bón phân cây nào nó cũng phải kiệt, chịu đâu nổi. Dạ, cái này, cái phương pháp này là nếu mà chỉ có công nhà là phù hợp nhất. Công nhà hoặc là công ruộng của mình làm, là cái khâu đóng nắp chớp với cái khâu bơm khí ra. Còn như khoan lấy mũ, trút mũ thì công khác không sao. Quan trọng là cái đóng nắp chớp là quan trọng. Bị tắt mất tiêu biết không.